Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Hôm nay em Trực sẽ giới thiệu ba lô ở đất vườn thuộc thôn Cà Thiêu, xã Cái Nẹp, huyện Khánh Vĩnh. Đây, lô đất ở phía sau em. Dạ, thì tổng diện tích ba lô đất, mỗi lô là lô đầu tiên. Như trước mắt quý anh chị thấy đây. Bên hông lô số 1 thì có một con đường mòn đi vào đấy, thì mà đi ngang qua 10 m, và diện tích của nó là hơn 2.500. Và tiếp tục tới lô số 2, lô số 2 thì đã bán rồi, lô 2 thì cũng cách 10 m, mình đi ngang qua lô số 3 và lô số 4. Thì lô số 3 và lô số 4 thì diện tích mỗi lô là 1.100 và 1.300, và cũng là ngang 10. Đâu đó thì đâu tầm tới cái chỗ này. Tới này. Vì cái lô đất mình hiện trạng thì nó cao hơn so với mặt tiền đường. Được một cái là con đường rất là rộng, 7 mét. Và giá bán cho ba lô đất của mình cũng rất là rẻ. Lô số 1 giá là 390 triệu. Và lô số 3 và lô số 4 thì rẻ hơn. Giá chỉ là 290 triệu nguyên cả hai lô. Và đất mình là đất hiện trạng trồng cao lâu năm nha quý anh chị. Hiện tại là chỉ mới ra bản trích lục. Nên quý anh chị nhà mình đặt cọc và chờ đến ngày mà ra công chứng thì sẽ sang tên cho quý anh chị luôn. Thì từ vị trí lô đất của mình mà đi ra con đường lên xã Cánh Hiệp, đường 8C thì mất đâu đó có thể là 2 cây số, và lên ủy ban chạy tới trung tâm xã Cánh Hiệp luôn thì mất là 3,8 cây. Đi tới mà đường tỉnh lộ 8C thì mất khoảng đâu đó là 6 cây rưỡi, nếu từ Nha Trang mình đi lên thì mất đâu đó cũng là hơn 40 cây. Dạ, thì nãy giờ em Trực cũng đã review xong ba lô đất mặt tiền đường liên thôn rộng 7 m, và giá bán nhà mỗi lô là 390 triệu, riêng lô B4 thì 290 triệu, giá bằng nhau. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu đầu tư nhà vườn, thể liên hệ em với số điện thoại 0843 2186 79, bên phải màn hình, và đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về bất động sản tại huyện Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Bắc Phong Phong và thành phố Nha Trang. Em Trực xin chân thành cảm ơn.